Con đó màu màu vàng. Sai. Con đó màu mè. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình có quay với chim ở Lê Văn Tám. Bảy giờ rưỡi sáng rất là đẹp. Mình đang trải nghiệm cảm giác của một người thành công. Đây là hành viên đầu tiên Mai tới. Rồi tiếp theo là ông kẹ. Trời ơi. Nó mà nó bông mới chịu. Rồi này đánh đúng cái bon 7 rưỡi là có mặt luôn á. Rồi giờ còn Tâm. Rớt nữa. Tao quay cái này quay ha. TikToker Duy An Sang. Hậu đường đậu. Không, cái bún này nó không được thiết kế để làm vậy đó. Hiện tại team mình đang làm những trò mèo để mà chờ thằng Tông nó đến. Phải đủ 5 người tụi tôi mới chơi thử thách thể thao được. Nên là các bạn nghịch với tụi mình một xíu nha. Cái dây này nhảy hơi bị hiên luôn. Tôi rất là thích cái dây này, respect cái dây này. Oh, recommend cho respect cái dây này. Ê, An nhảy được kiểu gì không? Em không nhảy dây luôn. Cái này mọi người không cần đạp, nó cũng thẳng rồi. Tâm tính đã lắm. Em nhảy khoảng tầm 100 cái là cái tay em nó quật dục cái tay. Oh my god. Double. Hướng dẫn tiếp, nhảy dây chéo tay. Đầu tiên các bạn hãy lấy đạp trước. Được 3 vòng có đà rồi, chúng ta sẽ chéo. Là chéo dữ chưa? Ăn có cái quần không em? Đội quần đi, em đội. Ôi, thử đi. Đấy là bạn. Nó là tiếng dây chéo tay. Làm gì? Chỉ đang sang 45 phút ra chơi. 45 phút ra chơi. Sao cái giọng em vô nghe như bà lão 90. Em múa đạn đội. Ok múa. Duy An Sang 45 phút ra chơi. Duy An Sang 45 phút ra chơi. Chết luôn. Nhiêu ta? 100 cành. À, đó lý do em dạy chạy đúng không? Đúng ok, đây sẽ là đây là bằng chứng trước tòa. Ok, bây giờ đủ 5 người rồi, let's get it. Các bạn của tôi đã tập được bao lâu để có body burn? Xe nào không bao giờ giảm đi? Xe nào không bao giờ giảm đi hả? Xe tay ăn. Đúng. Phải nói Tâm đúng hay là An đúng đó nha. Còn bóng dài 128m. Mọi người đi trên xe. Mọi người đi xe máy với bạn tốc không bao kìa mét. Công kim. Vì sao mày làm vậy không? Bức tường nào dài nhất thế giới? Bức tường Great Wall of China. Bản Lý Trường Thành. Tâm đúng. Hay hết đi. 10 năm là một thập kỷ, 100 năm là một thế kỷ, 1000 năm là thiên niên kỷ. Vậy 1 triệu năm gọi là gì? Là một bài hát của Đen. Sai. Cả hai cùng kéo. Nếu thấy biển tốc độ là 50 km/h thì tốc độ trung bình của xe máy có thể chạy là bao nhiêu? 50 km/h. Tông kéo. Tông bỏ cuộc. Tông đi rồi. Tông thua rồi. Rồi mất gì cái lúc này cái tướng đi kỳ vậy cha nội. Kìa còn đứng chằn háng ra nữa. Đi dinh ga đã. Dinh ga đã. Nó gì đó cho đã bị đuổi. Em nói chọc lét là xong vô. Em nói chọc lét á là hai người vô. Nhưng mà câu trả lời nào của tôi cũng đúng nha. Đúng rồi. Mọi người nhớ rồi đó. Hay quá vậy. Người đầu tiên ăn bột chiên là ai? Người phát minh ra bột chiên. Cái gì á? Một cộng một bằng mấy? Một cộng một hai. Một cộng một không đùa được đâu. Đúng rồi. Ôi. Người nào có khả năng nhau bị xét đánh? Người đứng dưới bóng cây. Người ăn bột chiên với nước mắm. Đúng. Người ấy là ai? Chấn nạn. Binh dây. Ai là người ấy?
10. Trời ơi, chạy đó là cái gì? Trời ơi, Đông Dương. Con đó màu gì? Con đó màu... màu vàng. Sai. Con đó màu mè. Đúng rồi. Ai là người có khả năng ăn khai phá con mắt thứ ba? Người biết sử dụng vô chi? Dẹt xe nữa. Nice. Sự giận dữ của bọn là gì? Một lát ớt. Đúng. Ủa sao cái gì? Vô. Chế chị em. Hôm bữa clip tết kiến thức với Tông Dương được 800.000 view mà tôi thua. Tôi quyết tâm trả thù Tông Dương. Ok, trả thù. Mời gần mày. Đây là hậu trường, mọi người đang rất là đông người. Tôi cũng biết sao luôn. Hôm bữa clip hấp xịp liền. Chẳng thôi, slow. Hôm bữa clip test kiến thức với Tông Trường 800.000 view mà tôi thua. Hôm nay tôi quyết tâm trả thù Tông Trường. A hô. Coi lại, chắc là xù đi. Quay giùm đi. Con người tàn ác thì sống bụng bự. Quay giùm mặt tao, giùm mặt tao. Rồi lấy ra nha. Nước phi xài đi. Sợ chưa em trai? Không phục. Dết sơ rồi, dết sơ chưa. Pimon hãy tài trợ tụi em. Uống đi bà, ngon lắm á. Sao tôi nó lão quá mọi người. La Vi rất là tuyệt vời, nhưng mà tôi không biết sao là đi đâu cũng gặp Awafina hết trơn. Có một lần tôi đi diễn MC2 mà tôi kiếm La Vi không được. Thiên thần luôn, gọi vô. Một ký mỡ, một ký cơ, cái nào nặng hơn? Bằng nhau. Đúng. Anh xuống. Đường mà trái đất và bầu trời là gì? Chân trời. Đúng. Anh xuống nghe. Bình phương cạnh hình vuông gọi là gì? Bình phương cạnh hình vuông là gì? Bình phương cạnh hình vuông là... Không biết. Hai người xuống. Trời ơi. Châu Âu có biên giới phía đông tiếp giáp với một quốc gia. Thổ Nhĩ Kỳ. Sai, không có biên giới tiếp giáp với quốc gia. Trong hệ mặt trời thiên quân. Trong hệ mặt trời thiên quân tinh là hành tinh thứ mấy? 6. Sai. 5. 4. Sai. 4. Sư tử là loại động vật gì? Anh thật thật. Đúng luôn. Tên của công ty công nghệ lớn nhất ở Hàn Quốc là gì? Samsung. Đúng. Anh đánh xuống. Thủ đô của Bồ Đào Nha là gì? Từ con Tông Dương không? Tông Dương trả lời đúng không? Rồi, vô nè. Tình yêu như nghĩa của em chơi tay ra. Không được, chơi tay ra cũng ai không được. Vô điều đi. Lên, lấy giống tôi nè. Don't hit the fire hose, mad at me, but you can't turn the bitch out without baby, now I got him like. I like them nasty, bougie, ratchet, yeah, nasty. Bitch better want to. Sau khi thử thách xong thì chúng mình có ghé qua quán cà phê cộng ở đường gì đó mà có cái nhà thờ màu hồng á mọi người, ngồi chơi nói chuyện với nhau chiêu. Đây là ly dưa hấu và ly nước cam ép của tôi, quý vị. Không có cam ép, đại ca. Cốc ép. Cốc ép xí muội. Nhìn rất là đỉnh luôn. Và đây là ly của Mai và chị Nguyên. Trà mọi người. Trà gì cũng biết nữa. Trà tắc xí muội. Còn bèo này ăn cái gì đi? Đây là một TikToker fitness mọi người. Hãy ăn thứ béo nhất. Chớ là dưa ngang này nó hay xây dựng theo hướng Nobita rồi. Cái này rất là nguyên chất luôn mọi người. Đây có đoàn xìm. Nó béo béo à. Chúng ta sẽ thử món của nhau. Bốn món ngon nhất. Giống lời má nói hồi xưa đi học và chụp lại mình chứ không. Bốn miếng nha. Đây là cái muối này rất là đặc trưng luôn mọi người. Kiểu mình thấy nó không có giống cà phê Chú Long đâu. Đây là cà phê cộng chứ có phải cà phê Chú Long đâu mà sao mà giống được. Sao mà ông, sao mà tôi nói chuyện vô chi với trời. Mình thấy có me trong này mọi người. Ở
xí mùi rồi. Ê, đừng có quậy lên đi cho nó béo. Con này nó hút hết muối rồi. Cái này không muối hả? Cái này giống cà phê sữa quá. Thổ nguyên. Tại vì sao quậy lên rồi á? Mà nó có một mùi béo béo. Món này ngon nha. Tao bớt cái này. Cái này mái kiểu chứ tại tao không có không thích tỏi. Tao ăn chiêu không? Sau khi đi chơi với mấy người bạn của mình xong thì mình dành thời gian cho Ni của mình. Ni của mình tự nhiên thích chơi trò chơi này là trò chơi vui người ta. Ý của con bé này tự nhiên thấy camera của mình hình như nó giá 2 nè mọi người, thấy cưng quá chạy qua đất luôn. Thì Ni của mình thích chơi trò chơi cái này gọi là trò chơi ngựa đúng không ta, ngựa qua vòng tròn gì đó. Ừ thì mình cũng chịu, người yêu mình chơi thôi, tại vì thấy nó cũng được đó, mình muốn mọi người yêu mình vui thôi. Và đây các bạn thấy hai đứa mình dễ thương không he. Sau khi mà chơi cái gì đó xong thì mình đẩy xích đu cho người yêu mình, đẩy xích đu mình người yêu mình xong mình, người yêu mình đói quá mình ghé vô quán Hồng Kông cho người yêu mình ăn cái chén xí quách với cái chén tàu hủ cơm với cái quán trời cái rong biển, rất là mình rong biển cái này các bạn chấm vô ăn một cái trời ơi giàu không. Ôi Mỹ ở đây còn ngon quá trời luôn, các bạn đừng có bỏ quên cái loại là hả nước mắm cũng như là thịt này nha, trời canh rong biển này ngon quá trời luôn đó. Ăn xong rồi thì sau khi mà ăn xong rồi tụi mình đi coi phim và gặp chào các bạn, mình là TikToker, mình là hot TikToker. Sau khi mà mua vé xong thì đạp beta thì bắt buộc phải đúng giờ người ta mới cho vô, nên là mình dẹo qua bên những cái dẫn người mình qua bên đây coi những cái quần áo cho người mình vui mắt chơi. Thì ở đây mình thấy cái shop ở đây quá trời là rộng rãi thoáng mát, các bạn qua đây có bạn coi lựa cho nó vui chứ đừng có mua ngay, mua là dễ thương đó. Ngày hôm nay mình đi coi cái phim Tà Chúa Cấm thì mình nghe thấy là cái bộ phim này nó đang rất là hot, hiện tại đang là top 1 trending trên rạp chiếu phim luôn. Mình vô rạp thì mình thấy không có ai chân, ủa gì kỳ vậy, sao nghe nói là phim hot mà sao không có ai chân vậy. À thì ra là mình mới vừa vô nên là không có nhiều người vô. Sau khi mình coi phim xong thì mình thấy cái phim này cực kỳ hay luôn các bạn ơi. Mình đã làm riêng một cái clip ở trên mạng để mà reaction cho các bạn coi, trời ơi tụi nó cái phim này nó thiệt, nó không có sợ mà vậy chứ coi cười quá trời quá đất luôn á. Nhưng mà về nhà mới cười chứ đâu không có cười mọi người ơi, tôi coi xong tôi sợ lắm. Nói chung là tôi quay ngang tôi ôm người tôi quá trời luôn, tại vì tôi sợ á. Sau khi mà coi xong rồi thì tôi bị dính cục mụn trên mặt này, tại vì tôi coi mà tôi la quá đó. Tôi không biết có phải là tôi la không hay là tôi ăn đồ nóng nữa, nhưng mà tôi cảm thấy là cái phim này recommend cho các bạn coi, tại vì nó có xây dựng nội lực tội tâm nhân lý nhân vật. Và ơn mình cập nhật với các bạn là cái việc là mình mua laptop để mà về edit cho các bạn vlog dài á, thì mình chốt đơn cái MacBook gọi là 19 triệu. Sau khi mình chốt đơn rồi mình ghé mình ăn mừng với cái đồ ăn của gì của Hanuri đó. Sau khi mà ăn Hanuri xong rồi thì xin chào các bạn, mình là Anfinis.